ơn nha. Đây em nhìn tóc không? Đây anh chị là cái dòng Surfy Rượu Tám, nhưng mà cái bản này là bản combo ha. Đây, cái hộp ngoài nó ghi sẵn luôn nè, đó là Whiskey Ball nè. Thì ở trong cái hộp này nó sẽ gồm một chiếc Surfy ha, nó kèm thêm một cái hộp nhỏ nữa. Đó. Sạc trong này thì nó sử dụng sạc 65W nha anh chị. Sạc nhanh 65W. Và thêm một cuốn sách hướng dẫn, nói chung là basic laptop thì nó không có gì cụ thể đâu chị, đặc biệt là không có tai nghe ha. Thì cái dòng tablet PC Surfy Pro này đặc biệt được rất là nhiều anh chị đón nhận, tại vì là nó sử dụng hai tính năng hoàn toàn hoàn chỉnh luôn ha. Anh chị muốn thì sử dụng một chiếc laptop, và không muốn nữa thì sử dụng nó là đúng nghĩa một chiếc tablet luôn. Và cái giá thành của em này hiện tại bây giờ nguyên cái bộ combo này chỉ có 20.500.000 anh chị, máy mới luôn ha, tự tay đặt hộp. Cấu hình của nó là bản bay anh chị, nó là i5 RAM 8, ổ cứng là 128. Nhưng mà kể từ khi cái dòng Surfy Pro 8 này nè đổ lên nó rồi chính á, thì anh chị biết không, nâng cấp SSD rất là dễ ha. Và khi hãng họ vui theo cái cách này á thì mặc định là họ đã cho phép mình nâng cấp ha. Đó, thành ra là anh chị cứ mua bản bay thôi, bản 128 là anh chị muốn nâng lên 512 MB á, thoải mái ha. Và cái ổ cứng bây giờ mua rồi rất rẻ anh chị, nó không mắc đâu. Mình muốn nâng bao nhiêu nâng tùy đấy, chứ còn nếu mà anh chị vui luôn theo bản á, giá rất là cao ha. Nếu mà con này mà ví dụ 512 của bản nó cộng lên tới nhiều khi là 5-6 triệu lần, mà mình nâng cấp ở ngoài chỉ tốn tầm khoảng là 2 triệu 2 triệu rưỡi thôi là mình đã nâng cấp rẻ gần như một nữa đó. Thì cái đó là cái anh chị lưu ý ha, khi mà mua dòng Surfy Pro này đó, con đẻ của Windows Microsoft anh chị, thì là thành ra khi mà họ cùng một hãng họ bui hệ điều hành và phần cứng luôn thì cái sự đồng bộ rất là cao và cảm ơn cực mực. Cái dòng này thì nó sử dụng Slim Pen 2 nó sử dụng được Slim Pen 2. Cái viết đó thì anh có thể vẽ hay đồ họa cũng được ha. Anh sử dụng cái viết đó chưa anh? Cái dòng cái sử dụng trên màn hình này đó, ngon lắm, nó kiểu như là pencil. Cái phím này kèm theo nó là chưa có đi theo Slim Pen 2. Anh chị nào muốn mua phím với Slim Pen 2 luôn phải mua cái phím đó, có cái khe viết ha để mình sạc. Chứ cái đó nó không phải sạc được. Nhìn mình chân sạc ha. Thiết kế ở trên những cái con Surfy đồ này thì đẳng cấp anh chị ha. Nó với lại MacBook thì hai cái bàn này là em thấy về cái sự thiết kế còn cái bàn nó rất là đẹp. Hầu như là rất là sắc sảo chị, đồ hoàn thiện cực kỳ cao. Đem đến cái trải nghiệm là rất là cao cấp. Dạ, nó đa dụng, với lại nó sử dụng Win, nó cũng dễ cho mấy anh chị làm những thứ dùng đáng nói về tài chính, về thuế, về những cái công sở thì Win nó cũng tốt hơn nhiều. Ok, cảm ơn nhiều nha. Ok, bye bye.